Okay, so welcome to the class today. And as always, on Wednesday, we will go on with the pronunciation. And now, let me tell you a little about phát âm nhỉ? Thì cô sẽ sử dụng tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu nhé. Về phát âm, các bạn có thắc mắc là hôm trước mà sao cô cho các bạn học hai buổi khan kít và với những cái âm rất là lạ mà không đúng theo quy trình của các bạn học chưa? Các bạn có thấy là trong tiếng Việt mình có, đây các bạn cứ thử đánh vần cho cô nhá. Các bạn nào phát âm được cho, đánh vần được cái từ này cho cô không nhỉ? Bạn nào nhỉ? Bây giờ cô chỉ mời một bạn nhỏ nhỏ xinh xinh nha, bạn An Hiên nào. Bạn An Hiên nào. Good evening An Hiên. Ok nào, bây giờ theo như tiếng Việt đi, con đánh vần cho cô cái từ này xem nào. Con mèo. Ừ, con mèo, con đánh vần nào, con đánh vần nào, con đánh vần nào. Cô xin phép được mời con đánh vần nào. Có vần gì nhỉ? Nhà on, vần on. Đúng rồi, vần on đúng không? Và chữ gì đây? Âm c. Đúng rồi, âm c. À đúng rồi. On con đúng không? Con đúng không? Con. Trong tiếng Việt là cờ on con. Còn tiếp tục cái từ này thì sao? Nhà mèo. Từ mèo đúng không? Eo rồi xong thì mèo mèo Huyền mèo. Được chưa? Đúng không? Cả lớp phải đúng không nhỉ? Thì tiếp tục nhá. Ở trong tiếng Anh cũng thế, trong tiếng Anh thì nó hơi khác một chút thôi. Đó là việc các bạn đọc nhanh và blending, người ta gọi là blending ấy. Nào, trong tiếng Việt cũng có cái khái niệm blending này, là các bạn ghép âm, các bạn nối các âm vào với nhau, các bạn quyện các âm vào với nhau thì chúng mình sẽ được một tiếng. Các bạn quyện các âm vào với nhau thì các bạn sẽ được một tiếng. Ví dụ như on. Đây, một vần nha. Cờ on con là mình sẽ được một tiếng đúng không? Dựa vào cái hiệu ứng blending là đọc hòa quyện các âm vào với nhau. Thì cũng giống như cái từ này. Cũng giống như từ này. Erase. Nào cô âm mèo được chưa nhỉ? À, cũng giống như cái từ này nha. Nào. Nào cũng giống như từ này là An Nhiên thử phát âm cho cô nào. Đánh vần cho cô à. Đọc cả từ trước. Các bạn nhá, ở đây các bạn học, cô không biết tại sao mà các bạn là, có thể là cô cũng hơi chủ quan về cái việc dạy phát âm cho các bạn từ đầu. Tức là cái này cô nghĩ là ở trên lớp các bạn được học rồi, tuy nhiên ở trên lớp các bạn chỉ được học nguyên một từ. Sau đó các bạn đọc nguyên là cat thôi đúng không? Thế bây giờ, theo như cách học của cô Ngọc ấy, thì tất cả các từ ở đây, nó đều có âm, nó có tiếng ấy. Đây đọc là gì nhỉ? Đúng không? À, âm này là A. À, âm cat. Đây, âm là T. Không chưa âm A học rồi đúng không? Không chưa A đúng không? Thì nếu mà các cái âm mà nó được blending lại với nhau ấy, thì mình sẽ được là cat. Mình sẽ được từ là cat. Nó An Nhiên tự đánh vần cho cô nào. Nào. Nào con đọc âm này nhá. À, chỗ này là âm A, E bẹt nè. Đúng rồi. A. 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 Âm T. Đúng rồi nào. At. At. Con có âm at. Đúng rồi. At. À đúng rồi. At. Mình có cat. Đúng rồi nha. Bây giờ tiếp tục cô có một âm khác nhau. Cô có một từ khác ở đây. Cô lại không có từ đó, cô lại có từ này.
Thì sao nhỉ? At, at. Đúng rồi. At, at. At, at. Ừ. Cái này là gì nhỉ? R, đúng không? Đúng rồi. Mà cái âm này khi mà bắt đầu thì đọc là gì nhỉ? R, R. Right. Thì ta sẽ nó thành từ gì hả con? Rat. Đúng rồi, rat, chính xác. Được chưa nhỉ? Và cũng hay thật ý là ở trong tiếng Anh ấy, đến 80-90% là tất, gần như gần như là 90% tất cả các từ đều có thể là đánh vần được. Đây là các cái âm vần dễ nhất. Đây là r đúng không? R, 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 r đúng không? R, r, rat, rat. Rồi, đây là những âm vần mà gọi là dễ nhất, được chưa nhỉ? Ví dụ như hôm trước mình học cái, mình không những học chữ A đâu mà mình còn học gì ấy nhỉ? E, đúng không? Đúng rồi, và các bạn biết đây, cái việc mà mình phát âm á, nó dựa, các bạn cũng có thắc mắc tại sao mà người nước ngoài người ta có thể là đánh vần, người ta có thể đọc hết được tất cả các từ đúng không? Các bạn có thể đọc hết được các từ mà. Chỉ cần nhìn và đánh vần và đọc hết được các từ mà, đúng không? Tại như tiếng Việt của mình ấy, tại sao mình lại học không theo quy trình từ đầu, đúng không? Mình làm như thế là lần nào mình cũng phải dở từ điển ra, xong rồi mình xem cách đọc, xong mình nghe cô giáo phát âm, thế là mình phát âm theo, nhiều khi mình lại phát âm sai cơ, đúng không? Có phải là cái tình trạng của các bạn hiện tại như này không? Ví dụ như nhiều bạn đọc là két, nhiều bạn đọc là cát, nhưng mà phải như An Nhiên là đọc là và để hiện tại bây giờ để đi vào tới gốc rễ sâu trong của các bạn đấy thì cô sẽ dạy cho các bạn từ đầu nha. Và hôm trước là mình đã hai hôm thứ tư thì mình đã hoàn thành xong năm nguyên âm rồi, mình đã hoàn thành năm nguyên âm rồi, là những cái từ ở giữa ấy, những cái âm ở giữa ấy, ví dụ từ cat đấy, cái âm a ở giữa là những âm dễ nhất. Thế mai cô dạy tiếp tục các bạn những cái âm ở đầu bắt đầu nhá. Mình sẽ mở nhạc cho các bạn để đỡ buồn. Lấy cốc nước cho cô nào, lấy cốc nước cho cô nào, mình chuẩn bị bắt đầu nhá. Không sao hết, mình sẽ bắt đầu, không sao đâu. Không có process, các bạn nhớ khăn cái máy điện thoại nhá. Đến lúc mà đăng ký là mình việc vào lớp của cô Ngọc và chúng mình sẽ có bài tập thường niên, được chưa? Blending này, blending là khi mình luyện các âm vào với nhau, mình sẽ tiếng từ nào đó. Beginning sound. Các bạn, đây là chữ cái gì nhỉ? B, đúng không? Thế bây giờ nó phát âm như nào khi nó đứng ở đầu nhỉ? Đứng như ở đầu nó sẽ phát âm như nào? Look what I can do. The letter B makes the B sound, like in the word ball. B, B, ball. B, ball. All of these things start with the B sound. Tap them all and listen to the B sound at the beginning. Okay, âm B ở bắt đầu của các cái từ này. Các bạn giơ tay, tất cả cùng giơ tay để đặt trước miệng cho cô nào. All of these things start with the B sound. Tap them all and listen to the B sound. Nào, khi mà các bạn đọc beginning. B thì các bạn sẽ không cảm thấy có cái hơi nào bật ra tay cả. Các bạn chỉ thấy rung cổ họng thôi. B, B. Các bạn khi nào mà các bạn không thấy cái hơi nào nó thoát ra tay thì là các bạn đọc chuẩn nhá. B, B. Ok. Đừng đọc là B trong tiếng Việt nhá. Hai cái môi chạm vào nhau xong bật ra. Ví dụ book, book. Book. Right. Box, box. Box. Khi mà bạn đọc âm b thì chỉ thấy cái cổ họng nó rung thôi. Các bạn có thể để tay ở cổ họng cũng được. B, b. Thấy cổ họng rung. An Nhiên thấy cổ họng rung chưa? B, b. Đấy, hoặc là khi mà bạn giơ tay lên trước mồm thì trước miệng thì cũng không thấy nó bật hơi ra tay đâu. Bug, bug, có tiếng mà không có cái hơi nào nó bật vào tay cả. Right, tiếp tục nha. Bug, bug, bike, bike. Good job. Các bạn nhớ luyện tập theo nhá.
give all the things that start with the B sound to Sandy. Okay, bây giờ cô sẽ click từng thứ một nha. Các bạn không cần biết nó viết như nào cả. Các bạn chỉ việc nghe thôi. Và các bạn nhận ra âm B. Give all the things that start with the B sound to Sandy. Okay, now the first one we have bread. Bread. Ever bread. B sound at the beginning. Bread. Không cần biết là viết thế nào đâu, chỉ cần nghe thôi. Bread. À, từ này có không? Có không nhỉ? Yes. Chỉ cần yes or no thôi. Yes không? Các bạn có yes không? Phí Kinh Ngân bảo yes. Yes. Rồi, Hùng và Mai bảo yes rồi. Nào các bạn comment cho cô nào. Bread. Có âm B, có bắt đầu từ đó không? Yes, good job. Bread. Mình sẽ đưa vào Sandy nhá. Sandy là những bạn cáo này, các bạn quen dần tên của Sandy nhá. Sandy. Next one. Nào chuẩn bị nào. Yes. Các tiếp tục ghi từ thứ hai nha, xem có âm B bắt đầu của cái từ này không nhá. Basket. Basket. Yes or no with the basket. Basket. Yes không? Wow, các bạn rất là nhận biết từ rất là nhanh. Yes. Basket. Thế thì mình đưa cho Sandy nhá. Tiếp tục nào. Net. 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 À no, ôi nhanh quá. Net. À thế không có thì thôi, Sandy không có cái net này rồi. Tiếp tục nào. Ham. 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 À no, chính xác. Thấy Hiệp comment nhanh. No, chính xác rồi. Không có đâu nha, không có. Đừng đưa Sandy, Sandy ném lại. Bottle. A bottle. À tiếp tục nào. A bottle. 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 Tiếng Anh Mỹ thì người ta đọc là bottle. Còn tiếng Anh người ta đọc là bottle. 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 Có không? Yes or no? I, yes. I... Bottle. Yay! You found them. You. All of these things start with the f sound. Tap them all and listen to the f sound at the beginning. À, âm gì nhỉ? Âm à, bây giờ mình có âm. Okay. Bây giờ mình có Ngân nói đúng. Tap them all and listen to the sound. Đúng không nhỉ? Các bạn để răng ở dưới môi dưới nha. Sao các bạn kiểu F. Right. Hơi khó phát âm một chút. Mình thử nghe âm sao nha. Fly. 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 Các bạn luyện theo nào. Fly. Fly. Nhiều bạn đọc là fly lắm nhá, phờ nhá, bởi vì là cứ quen tiếng Việt mà. Đây là fly. Đến cho cô nào, anh Huy nào, của anh Huy nào. À, fly. Nào, anh Huy, fly. Ok, good. Tiếp tục nào. Fox. Fox. Good. Feather. Okay, further. Now next one. Frog. Good thinking. Thank you, Anh Huy. Give all the things that start with a f sound to Peck. Okay, now tiếp tục nào. Này tên là Peck. Peck. His name is Peck. And now we need to find the beginning. Give Peck. All the things that start with a f sound to Peck. Fork. Fork. Có âm. Không cả lớp. Yes or no? Yes or no? Chỉ yes hay no rồi mấy các bạn comment đừng lăng nhăng xàm xí ấy. Hangi Wari Pikachu là mời ra khỏi lớp nha. Để cho các bạn học nha. Fork. Fork. Rồi, ok. Tiếp tục nào. Next one. We have fish. 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 Good job. Yes. Fish. Yes. Ham. 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 À, okay. Hiệp Phạm say no luôn. Dung say no luôn. Hân say no là các bạn say no liên tục. Rồi. Ham. Yeah, tiếp tục nào. Next one. Egg. 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 Oh, yes or no? I know. I know thì thôi, đúng không? Tiếp tục nào. Tiếp tục từ mới nha. Các bạn comment từ nào, từ mới nào. Flag. A flag. À rồi. Flag.
Flag. Flag. Yeah, đưa cho bạn. Yay! You found them. All of these things start with the B sound. Tap them all and listen to the B sound at the beginning. Âm gì đấy? Quick sound here. All of these things start with the B sound. Tap them all and listen thank you, to the B sound nha. At the beginning. Quyên là không biết là xây cái gì đâu nào đây gì đây âm gì à thương chi bảo là bờ âm nào bờ hay là bờ nhỉ các bạn nào hay là này các bạn xây rồi nhưng mà cái nào ô à b yeah, ok b đấy nha clear all nào tiếp tục là bắt đầu là có từ gì nhỉ các bạn đọc theo nào. Bridge. 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 À, bridge. Bridge. Không cần biết ghi như nào, đừng hỏi cô là ghi như nào cô ơi, không cần biết nha. Không cần biết đâu, chỉ nghe thôi. À, tiếp tục nào, đọc theo, nhại theo rồi không cần biết đâu. Sau học đánh vần là tự ghi được từ nhá. Sau học đánh vần hết rồi tự ghi được từ, không cần cô ghi từ. Box. Box. Nào, đọc theo cô nào. Box. 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 Good job. Bone. 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 Ball. Ball. Good work. Give all the things that start with the B sound to Olo. À, bây giờ trò này là có cái gì mà bắt đầu bằng chữ B thì là cho Olo nhá nhá. Bạn boy béo béo này bạn tên Olo nhá. Give all the things that start with the B sound to Olo. Newspaper, ham, bus, boat, juice, juice. B. A B. Bag. 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 Được không nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Globe, glue, lemon, berry. A berry. Này. Berry. Net, feather, jet, heart, net. Hose, bell. Good job. Nice work. You found them. All of these things start with the P sound. Tap them all and listen to the P sound at the beginning. Nào, em hay nghe từ là at the beginning. Beginning, được chưa? Ở bắt đầu nào. À, rồi các bạn lại ra đây là âm P. All of these things start with the sound. Tap them all and listen to the sound. Nào bây giờ cái sự khác nhau giữa âm b và âm p là như nào nhỉ? Thế làm sao phân biệt chúng nó nhỉ? Nghe nó cứ na ná nhau là bạn nào cũng nhầm lẫn là làm sao để phát hiện. Đây cô dạy cho con một cách nhá. Âm b b b ấy là âm không bật hơi. Còn p là âm bật hơi. Nào, để biết tức là bật hơi thì thấy cái hơi mà nó đập vào tay gọi là bật hơi này. À cứ tưởng tượng nha, bây giờ cứ hơi mà bật một phát vào tay là bật hơi nhá. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị là để tay trước mặt nào. Để tay trước miệng nào cho cô nào. Rồi tốt lắm, được chưa các bạn chuẩn bị nhá. Phát âm chữ B nào. B. B. Có thấy hơi ở tay không? Có thấy hơi ở tay không nào? Một tay xem. Không thấy có bạn nào làm theo à? À đây có bạn làm theo đây rồi nào. Rồi đấy, những bạn nào làm theo là toàn những cái bạn mà phát âm chuẩn đây. Bảo Ngân, Bảo Nguyên này cả hai. Rồi nào, bật. Đấy các bạn có thấy không? Không đúng không? Nhưng mà các bạn chuẩn bị phát âm cho cô cái âm này mà bật một phát vào tay là thấy mát lạnh luôn nhá. Ồ, oh, thấy hơi bật vào tay luôn. Âm pi ấy, chữ pi ấy. Pi, 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 chữ cái pi đọc là khi mà bạn ấy bắt đầu một từ nào đấy. À, đúng rồi. Nào, bật. Ừ, nhiều bạn đọc mạnh quá rồi còn ra cả nước bọt vào tay. Ok. B. Right. Nào bây giờ cô phân biệt nha, âm bật hơi à âm không bật hơi và âm bật hơi. B. Không bật hơi. B. Bật hơi. Được chưa nhỉ? Rồi nha. Để không bị lẫn lộn nha. Không là lại chữ cô giả cô đấy.
Pumpkin. À, pumpkin. Pumpkin. Tay đầu. Pumpkin. 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 Các bạn luyện đọc theo cô nào. Mời một bạn nào. Cô mời cả hai Bảo Nguyên và Bảo Ngân nào. Như là hai chị em sinh đôi, hai em sinh đôi đây. Here. Bảo Nguyên nào. Chạy đi mất tiêu rồi. Chị như cô không có pin đâu. Ừ, hello, cháu ơi, cô không có pin lên trên này đâu các bạn. Các bạn đâu, chỉ nghe tiếng thôi. Nào, thế bây giờ chị, cô gọi con hả? Bảo Nguyên đọc cho cô từ này nào. Pumpkin. Okay, I cannot hear you. I cannot hear you. Pumpkin. Anh đọc lại nào Nguyên nào. À, thấy Nguyên đang đọc nhưng mà không nghe được các con ạ. À, thế mời một bạn nào Hiệp thế nào. To rõ ràng nào. Pumpkin. Okay, đấy. Thì tiếp tục nào, tiếp tục từ nữa nào. Pale. Pale. Plain. Plain. A good job. Pig. Great. Good job. Đó, các bạn chỉ cần đọc to. Give nào. All the things that start with the p sound to allo. Sound to allo at the beginning. Pepper. A pepper có không? Yes or no nào? Yes hay là no nào? Nhanh lên để còn đi nào. Pepper. Thank you. Pepper. Pencil. Pen. Feather. Pail. Hose. Hose. Ball. Newspaper. Jet. Heart. Pizza. Pizza này. Pizza. Net. Pickle. Pickle này. Pickle. Watermelon. Watermelon. Plane. Plane, a plane. Plane. Nice work. You found them. Chưa, bây giờ bài này là chính là âm b, b, chữ cái b trong bảng chữ cái Latin của chữ cái tiếng Anh nhá, có chữ cái b đọc là b. Gần tiếng Việt thì cũng là lấy từ bảng chữ cái Latin mà. Đúng không? Cho nên là âm nó cũng na ná nhau, tuy nhiên cách đọc nó hơi khác nhau một chút thôi. Tiếng Việt đọc là bò, bò, bê. Nhưng mà tiếng Anh thì mình chỉ đọc hơi thôi. B, 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 bottle. Right? Các bạn đã thấy sự khác nhau chưa? Cho nên là nếu mà các bạn học từ đầu mà phân biệt được sự khác nhau này, cái khả năng đọc tiếng Anh các bạn sẽ rất là khác đó. Mà không cần đọc cả từ đâu. Right? Here we go. Mạng lag quá. Nào xem nào. Úi dồi ôi, tiếp tục nha. Tiếp tục nào. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị thấy mỏi miệng chưa là mình học bài tiếp nào. Chứ không đây là hôm nay học ta bắt đầu chữ cái đầu tiên là chữ cái B. Đọc là right. Chữ cái B. Đọc là và đây là một âm không bật hơi các bạn nhỉ. Không bật hơi. Không bật hơi có nghĩa là không thấy hơi đọc vào tay ấy. Tiếp tục nào. Chữ cái gì đây nhỉ? Chữ cái gì nhỉ? Các bạn comment cho cô nào. Chữ cái T. À, Pantado. Chúng mình Pantado nhỉ. Ở trung tâm mình là Pantado. Chuyên dạy trẻ con. Là chuyên dạy các bạn nhỏ. Nhưng mà Pantado đâu. Pantado là đi dạy IELTS rồi. Pantado là một chương trình IELTS chuyên dạy cho các anh chị sinh viên người lớn. Pantado nha, pan nha. T, rồi thank you. Nào, bây giờ mình vào với chủ đề. Chữ cái C là đọc như nào nha. Đọc là cờ đúng không? Bọn cờ quốc à? Hay như thế nào nào? Đọc như nào nào? C nào, không comment, không spam nha. Spam khóa chat rồi này. Spam khóa chat rồi này. Khóa chat. Xin phép được khóa chat một chút rồi. Các bạn spam khóa. Spam khóa các bạn cứ học được. Mấy bạn học điện thoại học được. Shh! Let's practice our letters quietly. The letter C makes the k sound, like in the word cat. That's a cute cat. All
of these things start with the k sound. Tap them all and listen to the k sound at the beginning. Okay. Bạn bảo là gì nhỉ? Tất cả các cái từ này ở đây, các cái thứ này ở đây đều có cái tiếng. All of these things start with the k sound. Tap them all and listen to the k sound at the beginning. Okay, thế bây giờ mình sẽ quay lại vấn đề phát âm của cái âm này nhá, đọc như nào ta? C. It's not c anymore, you know. It. Right. Luyện tập theo cô nào. And cái họng này nó kiểu nó khạc ra ấy, khạc ra, khạc cái âm ra ngoài được chưa nhỉ? Mình có âm của chữ cái C, right? Cat. Cow. Right, just that's enough. Candy. Okay, next one. Bây giờ mình có cái gì nhá? Cloud. À, mình có cloud. Cloud. Cake. À, mình có cake. Okay. Có gì nữa? Car. Car. Mình có gì nữa nhỉ? Carrot. A carrot. Great job. Great job. Give all the things that start with the k sound to Sandy. Okay, now bây giờ Sandy đúng không? Her name is Sandy. And now our mission today is the right thing with give all the things sound that start with the k sound to Sandy. Right. The first one. Crib. À, để cô mở chat nha. Nào, từ này đầu tiên. Crib. Crib. Có k sound không? Có k này không? Crib. Yes or no? Yes, good job. Crib. Next one. Egg. 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 À, no. Chính xác rồi. Egg. Nghe rõ to chữ E rồi. Cube. A cube. 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 Yes or no? Cube. À rồi, các bạn rất nhanh chóng. Có. Cube. Yes. Ball. A ball. A yes or no with the k sound? Ball. Ball. A no. I think it's no. Pizza. A pizza. 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 Yes or no? I know. Yes and a no là nhanh lên là hai. Yes and no. Pizza. Nó bắt đầu bằng chữ p. Camera. A camera. Okay, camera. With the sound or not? Camera. A camera. Does it phone case say yes? Who else? Đang học hơn. Okay. Và ôi dồi, thế là dồn comment lên. Yes, okay. Camera. No. Yay! You found them! You found them! All of these things start with the mmm sound. Tap them all and listen to the mmm sound at the beginning. À, bây giờ cũng để phân biệt nha. Thì âm mmm sound thì con đoán là chữ cái gì nhỉ? All of these things sound start with the thank you, mmm hơn sound. Tap them all and listen to the mmm sound rồi, at the beginning. Nói cho các bạn biết nha, đây là âm của chữ cái em hoặc là mmm sound. Như tiếng Việt người ta đọc là gì nhỉ? Mờ. Chữ mờ. Âm ở đây là mmm. Các bạn chỉ việc mím môi thôi. Nào là mím môi nha. Mmm là được chữ rồi. Mm. Mím môi. Mm. Man. Mm. Mouse. Mm. Mice. Mm. Monkey. Good job. Next one. We go on with this. We have man. Mushroom. A mushroom. Đọc luyện theo nào. Moon. A moon. Mug. A mug. Awesome. Good job. Give all the things that start with the mmm sound to Raya. Ah, her name is Raya. Now Raya, right here we go, Raya. And now wrap the thing with the mmm sound. Give all the things Raya that start with the mmm sound
to Raya. Okay, now Raya. Yeah, good job. Raya, Raya. Đấy, các bạn đấy là bạn Đỗ Hương Chi, nếu mà dụng mà nghe kỹ không trước học bài vowel sao ấy, thì các bạn sẽ nghe được rõ dành dành là Ray à. Chứ không phải là Ray. Name is Ray, right? Mouse. Mouse. Yeah, số 6. Yes. Ôi giờ Phạm comment nhanh nhở. Mouse. 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 Rồi. Mitten. A mitten. 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 Yes or no, nhưng không không tôi có đâu nha. Cô không dùng cái ở đây đâu nha. Yes hay là no thôi. Mitten. Mitten. À bây giờ nghe nhiều lần thử tai nào, không cần biết biết được, bây giờ đừng bảo cô viết cái từ đấy ra nhá, nhìn cái từ đấy thì là biết ngay có âm gì rồi. Mitten. Mitten. À yes hay là no nào, comment nào. Mitten. Cãi nhau nữa còn chưa sợ thật thì. Mitten. Mitten có hay không là yes hay no, là yes hay no nào. Mitten. Rồi nếu mà bảo yes thì cứ yes âm lên, mà no thì là no âm lên. Thế bây giờ thế nào? Yes hay là no nào? Mitten. Mitten. Yes. Thế bây giờ đề nghị là Khánh Hân là cho các bạn biết cái đáp án của mình là sao. Hân này. Hân này, Ngân này. Ngân này. Cô vừa mở mic nè, cô mở mic nè. Lớp 1 A1 đi. Nhân mở mic nào. Dung, Dung lại bảo no. Nào, Ngân nào. Ai bảo yes. Ai bảo yes. Ai bảo yes. Ai bảo yes nói cô là comment nào. Ai bảo no là comment nào, cô đừng đọc hết rồi. Sư Phong à? Mai à? Cô không biết Pantado ở đâu hết, cô chỉ biết Pantado là cầu diễn thôi, cầu diễn Hà Nội nhá. Pantado cô không biết. Cô nghe công ty đấy rồi, cô cũng dạy IELTS ở đấy rồi. Ở Hà Nội thôi. Còn Pantado là cầu diễn nhá. Đừng có nhầm lẫn hai công ty nhá, không 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 phải là của nhau đâu. Hai chương trình hoàn toàn khác nhau đấy. Yes or no? Oh yes, đây là mitten nha, cái găng tay. Mitten. Mitten. Mailbox. A mailbox. Có âm sound không? Mailbox. 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 Yay! You found them. Ở đây mà các bạn nào mà còn chưa thuộc. All of these things start with the k sound. Tap them all and listen to the sound. Oh, thank you, at the beginning. K sound. We have cow. Cow. Coat. Coat. Camera. Camera. Cube. A cube. Cool beans. A cool beans. Give all the things that start with the k sound to Olo. Nếu mà học mà không phát âm là có ngồi xem cô lại cái video này tầm 100 lần đi chăng nữa là cũng không thể nào mà phát âm chuẩn ở đâu. Dành cho những cái lời give all the things that start with the k sound. Watermelon. To Olo. Candle. Candle. Ham. Cloud. Cloud. Pizza. Ok. Tiếp tục là có gì nữa các bạn nhìn vào đây xem có gì quen quen không? Âm k sound không? Crab. Crab này. Có. Kéo xuống nào. Crab. Ok. Nice work. À, you found them. Pantado nhá. Pantado. All of these things Pantado start with Pantado the Pantado nhá. Được chứ. Không biết ở đây. Sound. Pantado. Tap them all and listen to the t sound at the beginning. Cô đã từng đến thời điểm hiện tại mà cô đã được làm việc hay là hợp tác dù là làm ở office, làm ở văn phòng hay là làm online dành các bạn như này thì all of these things start with the 2 năm rồi nha. Sound. Tap them all and listen to the t sound at the beginning. Tree. Nào, bây giờ âm t sound nha. Âm t sound là âm của chữ cái nào các bạn biết không? Tree.
chữ cái nào nhỉ? À đúng rồi, chữ cái t t đúng không? Chữ cái t chính xác rồi, âm t. Tree. A tree, tiếp tục nào. Tip. Tip. Top. Top. Tractor. Tractor. Keep it up. Give all the things that start with the t sound to Olo. Give all the things that start with the t sound to Olo. Tape. Tape. Tractor. 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 Tree. Bag. Có luôn. Jet. Jet. Có không? Spoon. Có không? Juice. Juice. Có không nào? Tie. Tie này. Tie. Nice work. You found them. Okay now. Here. Nếu mà giả sử nha mà các bạn là có nick đi, có nick ở trong Khan Academy mà đang ở trong lớp của cô nhá. Thì lúc mà cô ra bài tập cũng dễ thôi. Cô ra bài tập cho Ken cái này, đấy, cô xếp, chưa? Ken có bài tập, cô xếp ra một bài cho cô xem. Đấy, Ken có bài tập này. Đấy, Ken có bài tập này, con nhìn thấy không? Có bài tập ngay đúng không? Các con chỉ việc làm. Sau khi con làm xong thì cô sẽ vào lớp và cô xem là Ken đã làm chưa. Nếu Ken chưa làm, nó hiện là chưa làm, Ken làm rồi. Và khi mà các bạn mà tải Khan Academy về nhá, Khan Academy Kids về thì các bạn đăng nhập cho cô thuộc cái mã này. Các bạn nào mà nhanh tay nhanh nhất thì các bạn chụp cái này vào đã. Còn nếu mà chưa thì thôi nhá, để cô hướng dẫn sau. Quan trọng là mình phải có một cái danh sách các bạn tham gia cái lớp học phát âm này đã, bởi vì lớp của Pantado mà, lớp này là của Pantado và cô là người đứng ra dạy các bạn, cho nên nếu mà giả dụ các bạn mà học sai quy trình hay là các bạn học sai về phần phát âm, nó sẽ hỏng cho các bạn từ bây giờ, gãy gọn phát âm từ bây giờ cho đến sau này, và cô không muốn điều đó, đúng chưa nào? Ok. Và mình sẽ phải nghiêm túc thực sự học với cái chương trình như thế này. Hiện tại bây giờ là mình chỉ có một buổi trong một tuần. Mình chỉ có một buổi trong một tuần học phát âm. Đúng không? Thì bây giờ mình muốn lên danh sách nhá. Thì làm ơn các bạn hãy để tên đầy đủ của các bạn ở trong phần Zoom. Để lúc cô điểm danh cô còn biết là bạn nào đang tham gia học với cô cho vào thì các bạn mới đăng nhập được. Chứ không là vào lớp cô Ngọc và không thấy tên của mình đâu thì cũng không vào học được. Con hiểu không? Right. Xem nào, tại sao mà cô lại không mở được phần chat của các bạn nào? Who can see on messages? Here, right. Và khi mà các bạn vào, cô sẽ mở một các bạn, như bạn hứa nhá, cô sẽ mở cho các bạn một cái danh sách để đăng ký cho các bạn tham gia cái lớp phát âm này của Pantado. Và các bạn sẽ không tự ý mình đọc sai hay là như nào cả. Phải có hướng dẫn, không là lúc mà đọc sai xong lại bảo là cô ơi, cô gặp cô dạy sai, thế là con không phát âm được, không được đâu nhá. Right. Theo dõi, làm bài tập và phải phát âm. Đây cô dạy cho các bạn đâu đó một tiếng đồng hồ, cô khàn hết cả cổ rồi. Thì các bạn cũng sẽ khàn cổ như thế. Nhưng mà khàn cổ xong mà phát âm tốt thì cũng tốt đúng không? Right. And now, nhớ nhá, các bạn biết nick gì chưa, biết app gì chưa nhỉ? Dành cho những bạn nhỏ nhắn xinh xắn hôm nay chuẩn bị học phát âm là các bạn ghi cái tên này xuống, các bạn ghi xuống, mở tải app ở trên điện thoại nhá, tải app ở trên điện thoại nào. Ok, tải app. Bây giờ các bạn ghi vào đây, các bạn có thể lấy điện thoại ra các bạn tải về nào. Đó, và quy trình cũng đơn giản thôi, là khi mà các bạn tải về thì các bạn phải đăng ký ở trên Zalo. Bạn phải đăng ký lớp học trên Zalo nhá. Thì cô sẽ gửi danh sách để các bạn đăng ký lớp học trên Zalo là của Pantado nhá. Là lớp học phát âm, lớp học luyện về phát âm. Rồi ok. Yeah, here we go. Đặt danh sách các bạn có muốn không? Giơ tay lên nào. Ôi trời ơi, đông đúc nhộn nhịp. Ok. Nhưng mà khổ lắm. Rồi, tốt lắm. Trời đất ơi.
đông quá, hai tay luôn đúng không? Đấy, thì lúc mà có bài tập đúng không nhỉ? Mình nhá, không phải những cô nhìn thấy đâu, có bạn nào mà chưa làm bài tập nhá, cả lớp nhìn thấy luôn. Leo đúng không nhỉ? Đó, bạn nào chưa làm bài tập là leo luôn. Rồi, thế thì bây giờ thế nào nhỉ? Cô sẽ để một cái trang để các bạn đăng ký lớp phát âm của Pantado nhá. Và các bạn sẽ được ra bài tập đều đặn, chứ không phải là mình chỉ có học đến này xong thì mình xem lại video cũng buồn, mình cũng muốn chơi như thế đúng không? Good. Và thế nào nhỉ? Để ngày mai mình tải, bây giờ mình tải xong mai mình đăng ký nhá. Đăng ký của Pantado nhá. Để lúc nào mà cô ra bài tập ấy thì là cả lớp của mình cũng làm, chứ đâu phải cô Ngọc cứ tự mình bấm ở trên màn hình đâu. Mệt lắm chứ, các bạn cùng làm với cô mới vui được chưa nhỉ? And now, this is the end of the class today. Cảm ơn các bạn vì đã chúc mừng sinh nhật cô. Hôm nay cô đã đón sinh nhật cùng với tất cả các bạn ở đây. À, rất là vui đúng không nhỉ? Cũng đã muộn muộn rồi, chúng mình cũng phải đến giờ nào nhỉ? Brush your teeth. Okay, you brush your face. And then you go to sleep. Have a good night and say goodbye to all the class. Thank you. Goodbye. Và cô sẽ mở mic cho các bạn nha. Bye bye. See you there. Bye. Bye. See you then.